Xin chào bạn trở lại kênh của Tính Mập TV. Thì chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Thì hôm nay buổi trưa mình về quê vợ các bạn. Thì hôm nay mình về một mình, có một số việc ở quê vợ nên về sẵn ghé thăm nhà anh ba. Nhà anh ba có hai chú ngỗng, mấy chú chó nữa mất tiêu hết rồi. Con vịt xem, con gà, có mấy gà con, rồi có con cháu của mình đang đang ngồi coi điện thoại, rồi con ngỗng thì nó đang kiếm chuyện mình các bạn, nó đang kiếm chuyện mình kìa, nó dữ không, dữ không. Đây có chú chó đang nằm ngủ. Có cô bé chó này tiếu nè, nó ở nhà người ta, cái qua nhà anh ba ở luôn rồi đẻ ở đây luôn, tiếu không các bạn. Hello. Nó ở dưới quê nè các bạn, đó, thấy không? Rồi coi gồng mình cái nó eo eo. Đây, trồng mấy cái cây xanh để dân võng ngủ trưa mát lắm các bạn. Còn dưới mương có những bụi bông súng nè. Bông súng này thì lấy cái đầu móc ba móc gị lên cái lột cái vỏ là nấu ăn chua, bẻ long long nấu ăn chua. Đây đây cái xứ này xứ trồng trồng đủ thứ cây các bạn. Đó. Ở đây thì anh mình này trồng mai vàng. Đó. Có cái chòi ổng ngủ ở ngoài. Còn mấy chú chó con mất tiêu ráo ta. Ủa mấy con chó con đâu hết Định? Vậy không còn nào hả? Nó đòi. Có nhà của anh ba có trồng xài nè, dừa nè, đu đủ nè, cây lô hội, nha đam nè. Này nấu chè ăn mát lắm nè. Rồi có chanh dây nữa nè. Rồi có một chú chó bé nữa nè, chú bé cưng nè. Rồi hổm hồi hổm hồi tết lên nhỏ chiếu à, bây giờ một tháng sau nó bự kìa, cưng mẹ rồi nằm kẹt luôn mát lắm các bạn, có nước à. Bèo bèo ai bèo ơi, bèo không, bèo không, bèo 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 bèo. Biểu ra, ra đây, ra đây. Ra chơi. Ra con. Ra đây. Ra chơi. Tôi dữ lắm á, ông về đây cắn ông á, dữ lắm đó, tôi thấy tôi cười không. Để gần lại, gần lại, phập 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 phập, thôi thôi gừ thôi, tôi đi chỗ khác, nó gừ tao.
đó. Cây dừa các bạn, đây trồng dừa, trồng xả đó. Nhà anh ba còn cái lu để rửa chén rồi các bạn. Đằng sau thì trồng kèo nèo rồi nè, đó, rau muống đồ. Còn bên đây phơi mì mà dạng như trồng nhiều á. Là béo cay. Sao tôi thấy tụi này tôi cưng quá à. Chắc sinh về quá à. Cưng. Béo coi. Béo. Béo coi. Lại ông nè, lại ông Thương nè. Lại ông Thương nè, bé cưng. Bé cưng ơi. Bé cưng. Đây. Bữa nay không có đem theo đồ ăn. Nên bé cưng này nó nhìn là mặt lạ với mình rồi các bạn. Bé cưng này là con của cái cô nằm nãy ở ngoài gốc cây xanh á, ngoài cái võng á. Mắt xanh các bạn. Mắt xanh. Cái chú chó nó hay nằm cặt lu các bạn, chứ biết sao không? Thời tiết nóng nè, nó nằm trong lu nó chứa nước á, nó ấm, nó mát, nó không có bị nóng nha các bạn. Cơn cái cơn. Béo à, béo. Đây cơn nè. Đây cưng. Bé rồi, bé. Bé. Bé nè. Ra được rồi. Cưng. Hỏi. Thôi, không cho rồi thôi, làm gì mắt liếc dữ vậy. Có liếc à. Làm gì liếc như vậy, con trai hay con gái? Thôi không tiếp cận được rồi, thôi không cho tôi rời, thôi thôi tôi đi vòng vòng. Thời tiết hôm nay nó chuyển mùa các bạn, đó mây đen xám xịt rồi đó. Nhà anh mình trồng đủ thứ cây trái hết, ở dưới quê trồng đủ thứ luôn các bạn, có đất trồng đủ thứ ngon lành đó. Đó, nhà cửa có trồng hai cái cây xanh trước cửa để cho nó mát nhà nè. Ở nhà dưới quê vậy nè các bạn. Còn ở dưới mương thì cá rồi bông súng rồi rau ngổ nữa. Một đám rau ngổ này mà chấm mắm nêm là hết sảy luôn. Rồi mận đang có trái nữa nè. Đó, còn một trái xài mà nửa ký à, cái xài bự chọc bá luôn, con nãy còn bự nữa nè. Đó, chất lượng luôn, chắc cạp một miếng quá các bạn, thèm quá. Thôi xin dừng video đây các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Thôi xin chào, các bạn xem nhớ chia sẻ video cho nhiều người xem nhé các bạn. Thì hôm nay mình về quê, mình quay cảnh quê cho các bạn xem để cho các bạn đỡ chán cái video của mình, cứ quay tới nhà mình, nhà mình hoài. Thì các bạn xem nhớ chia sẻ video và các bạn nhớ bấm like cho mình các bạn. Mình xin ngón tay các bạn bấm vô cái biểu tượng ngón tay like cho mình cái, để cho cái kênh mình duy trì và phát triển các bạn.
với nói chung là mình cũng đang chuyển đổi công việc á, nên nói chung là nuôi đàn chó rất nhiều, nên rất cần sự giúp đỡ của các bạn. Thì các bạn ai có lòng hảo tâm thì giúp đỡ mình để nuôi cho đàn chó nó duy trì. Thì nói chung là một năm thì biết bao nhiêu cái mà nói chung là kinh tế để nuôi đàn chó thì nó đủ thứ hết, nó bệnh đủ thứ các bạn, chứ không phải là nó đơn giản mà thấy nhảy tưng tưng vui đâu, nó bệnh đủ thứ thôi. Xin chào.